Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube và podcast Ngô Công Trường Official. Đây là nơi chia sẻ những thông tin của tiến sĩ Ngô Công Trường, là một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Năng lượng Hoa Kỳ. Tiến sĩ Ngô Công Trường là chuyên gia tư vấn, đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu với hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp và 10.000 doanh nhân doanh chủ tại Việt Nam và trên toàn cầu, là diễn giả của nhiều diễn đàn lớn trong nước và quốc tế và tác giả của các cuốn sách như Kiến Giúp Voi, Khởi nghiệp Thông minh Startup, Hành trình Khởi nghiệp. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của tiến sĩ Ngô Công Trường Official, và chủ đề trao đổi ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề chuyển đổi số. Như các anh chị cũng đã biết là hiện nay cái phong trào mọi người đều hô hào về chuyển đổi số, vậy thì làm sao để chuyển đổi số một cách thành công? Thì trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị có thể trao đổi và hiểu một cách tổng quan về một cái dự án về chuyển đổi số. Dạ, xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường ạ. Rất vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn Diễm, xin chào tất cả quý vị, rất vui gặp lại các quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho các anh chị. Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Thì qua một số những cái chương trình mà em đã làm với tiến sĩ thì em thấy là có rất là nhiều kiến thức, và những cái trải nghiệm của tiến sĩ cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho các anh chị cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề về chuyển đổi số. Thì hiện nay thì em có thấy là ở Mỹ thì các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ đang là những công ty vừa và nhỏ. Vậy thì những cái công ty này họ có cần phải làm chuyển đổi số không ạ? Bởi vì mọi người cũng đang rất là hoang mang nghĩ là những công ty lớn thì họ mới cần làm chuyển đổi số để họ có thể cải tiến cái quy trình của họ. Tuy nhiên những cái công ty nhỏ thì có cần làm hay không? Và cái quy mô như vậy thì triển khai như thế nào thì sẽ phù hợp? Vậy thì tiến sĩ mình trả lời giùm em câu hỏi này ạ. Câu hỏi rất là hay. Thực ra là tất cả quy mô của doanh nghiệp thì đều cần chuyển đổi số. Và thứ hai thì nếu mà doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì càng phải chuyển đổi số nè. Tại vì như Diễm biết là Mỹ là quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số, mà đi đầu về chuyển đổi số, tất cả lĩnh vực người ta chuyển đổi số hết rồi. Và đặc biệt là sau bối cảnh Covid thì chuyển đổi số nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tức là người ta áp dụng một cách nó triệt để hơn, tại vì vấn đề về nhân lực, vấn đề về khủng hoảng. Thì chúng ta phải hiểu đúng về chuyển đổi số. Thì chuyển đổi số nó sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là bước về chuẩn hóa quy trình, tiếng Anh gọi là standardization. Bước số 2 gọi là bước số hóa, tức là chúng ta đang chuyển đổi cái bước mà chúng ta đang làm bằng tay, bằng manual, trở thành bước và áp dụng số hóa. Thì bước số 2 người ta gọi là digitalization. Bước số 3 là cái bước mà chúng ta ứng dụng phần mềm, là computerized system. Thì hiện nay các doanh nghiệp nói chung và ngay cả các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì người ta nghĩ rằng là chuyển đổi số người ta phải mua một cái phần mềm, đặc biệt là phải đầu tư một cái phần mềm rất to tát. Nhưng người ta quên mất rằng là bước số 1 và bước số 2. Thì bước số 1 và bước số 2 nó chiếm 90% cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây là nguồn nhân lực và nguồn vật lực. Tức là chúng ta đầu tư 10 đồng thì 9 đồng là đầu tư vào cái việc là chuẩn hóa quy trình và số hóa quy trình đó. Thì 1 đồng mới dùng để đi mua phần mềm. Nhưng hiện nay là các anh chị đi đầu tư phần mềm, đặc biệt là đầu tư phần mềm vô tội vạ luôn. Và thứ hai thì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình là chưa chuyển đổi số. Thế dẫn tới việc là mình quản lý doanh nghiệp nó chưa hiệu quả. Ông chủ doanh nghiệp thì phức tạp hơn. Nhân viên thì làm việc không có hệ thống và mình không có tracking được, không có theo dõi được. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy là ngay cả các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì đây gần như là cái điều rất là khẩn cấp rồi. Cảm ơn tiến sĩ. Là tức là trong quá trình chuyển đổi số thì mình sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là chuẩn hóa quy trình, bước thứ hai là số hóa, bước thứ ba là ứng dụng phần mềm. Và các cái bước này là họ sẽ giúp cho doanh nghiệp mình cũng có thể triển khai được thành công với cái chuyển đổi số. Vậy thì nhờ tiến sĩ có thể cho em rõ thông tin hơn một tí xíu cho các anh chị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ hiểu rõ hơn là cái việc mà chuyển đổi số sẽ mang lại những cái giá trị gì cho doanh nghiệp của họ, để mà các anh chị mình có thể xem xét và mình có thể đầu tư vào cái phần chuyển đổi số ạ. Như Trường nói thì cái chuyển đổi số thì nó mang lại rất nhiều cái hiệu quả. Như hồi nãy Trường có nói, thứ nhất là giúp cho chúng ta có một cái hệ thống quy trình nó tinh gọn hơn. Thứ hai là giúp cho chúng ta làm tự động hóa được rất nhiều thứ. Và thứ ba là khi chuyển đổi số thì chúng ta có thể thay thế công việc của con người. Và mình có rất nhiều cái hiệu quả khác bên cạnh, như là ví dụ như là chúng ta sẽ có dữ liệu quá khứ, chúng ta sẽ truy xuất được dữ liệu bất kỳ nơi đâu. Chúng ta có thể ngồi ở nhà với một cái điện thoại, với một cái máy tính, với một cái máy tính bảng, chúng ta có thể quản lý được doanh nghiệp của mình. Và các anh chị có thể đi đâu mọi lúc mọi nơi, và chúng ta có thể tương tác được làm việc bất cứ nơi nào. Giống như là anh đang ở Mỹ, Diễm ở Việt Nam mà mình vẫn làm việc được với nhau. Tại vì doanh nghiệp của mình có chuyển đổi số rồi, đúng không? Và chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay qua Zoom thì chúng ta cũng thấy là Zoom nó là một công cụ chuyển đổi số. Thành ra chuyển đổi số thì nó đi từ những cái tư duy rất là cơ bản và gần như bây giờ là cái bắt buộc về hiện tại rồi, chúng ta cần phải chuyển đổi số. Và nếu mà nói xa hơn tí thì chuyển đổi số nó giúp cho mình nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng IoT là Internet vạn vật, Internet of Things, ứng dụng AI, ứng dụng Big Data, ứng dụng Blockchain, ứng dụng rất nhiều thứ. Thì cái này là gần như là xu hướng tất yếu hiện nay luôn rồi. Và nếu mà chúng ta không chuyển đổi số thì giống như là cơn sóng thần nó sẽ ập đến.
Và mình tin là hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam ở Mỹ thì chắc là không cần phải đặt câu hỏi là có nên chuyển đổi số hay không, mà câu hỏi nên đặt hiện nay là chúng ta có làm không và khi nào làm và làm nhanh nhất có thể. Tại vì cái này là nó đã educate cho mình, nó đã giáo dục thị trường mình một thời gian rất là dài rồi. Cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ và cái mục tiêu và cũng như là những cái lợi ích, những cái giá trị mang về cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp chuyển đổi số. Vậy thì lúc nãy tiến sĩ cũng có chia sẻ là mình cần phải chuẩn hóa các quy trình trước khi mà mình làm số hóa. Vậy thì tiến sĩ có thể làm rõ hơn thêm tí xíu nữa là về cụ thể hơn là doanh nghiệp sẽ cần làm gì trước khi mình làm cái phần số hóa không ạ? Chuẩn hóa là cái phần vô cùng quan trọng và chúng ta có thể áp dụng các công cụ rất tuyệt vời. Trong bữa trước mình nói về tối ưu hóa doanh nghiệp như là operational excellence, như là lean, như là Six Sigma. Ví dụ như trong cái bước chuẩn hóa, chúng ta sẽ có một số việc sau đây. Việc đầu tiên là nếu mà ví dụ như một cái quy trình chúng ta đang làm nail, làm glass hay là bán nhà hàng, bán phở, bán hủ tiếu vậy đó, thì chúng ta đang làm một cái việc gì đó nó tốn khoảng 10 bước thì chúng ta nên làm nó xuống còn 9 bước thôi, nhưng nó vẫn hiệu quả như vậy. Và sau khi làm 9 bước xong thì chúng ta làm sao giảm nó còn 8 bước. Và như vậy chúng ta sẽ giảm còn 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, giảm tới khi nào nó còn một bước. Và khi một bước xong rồi thì chúng ta phải làm sao suy nghĩ làm sao chúng ta có thể triệt tiêu được nó luôn. Là chúng ta không cần làm mà nó vẫn hiệu quả. Thì đó là cái việc đầu tiên mà chúng ta cần làm về cái bước chuẩn hóa doanh nghiệp. Bước số 2 là cái quy trình đó, chúng ta ví dụ như chúng ta đã có 10 bước nhưng chỉ có Diễm làm được thôi, anh Trường không làm được thì chúng ta chưa được gọi là chuẩn hóa. Thì làm sao cái quy trình đó ai trong doanh nghiệp của mình cũng có thể làm được, mà đặc biệt là cái người thấp nhất trong công ty mình có thể làm được. Rồi bước số 3 là làm sao cho cái lean process, tức là quy trình của mình nó phải tinh gọn. Lean enterprise là mô hình doanh nghiệp của mình tinh gọn. Rồi, lean process và lean enterprise được hiểu là chúng ta làm sao cho nó tinh gọn nhất có thể. Ở đây thể hiện qua cái việc là các bước phê duyệt trong quá trình của mình, cái bước phê duyệt trong doanh nghiệp của mình nó chỉ là 3 tầng lớp thôi. Đúng không? Ví dụ như là một nhân viên người ta có thể ra quyết định được mà ta không cần phải hỏi quá 2 người. Mà nếu tuyệt vời nhất thì nhân viên người ta có thể tự ra quyết định được ở tại vị trí của họ. Thì đó là một số cái công việc chúng ta cần làm trong lean process. Thứ hai là chúng ta phải chuẩn hóa là những bộ tài liệu, ví dụ như là quy trình vận hành chuẩn, tiếng Anh gọi là SOP, hướng dẫn công việc, tiếng Anh gọi là WI, hướng dẫn giải quyết sự cố là TSG, và cuối cùng là bài học bổ điểm là OPL. Và cái bộ công cụ này chúng ta cần phải chuẩn hóa để giúp cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp đều có thể làm được và ai cũng có thể mở rộng được. Và cái điều này nó sẽ giúp cho các chị xây dựng một cái nền tảng sau này nếu chúng ta mở rộng ra. Ví dụ chúng ta đang có một quán hủ tiếu, chúng ta mở thành 10 quán hủ tiếu. Chúng ta có một quán phở, chúng ta franchise thành 10 quán phở. Và hôm qua anh có đọc trên cái báo về Entrepreneurs, người ta đã có list những cái doanh nghiệp về F&B mà có thể franchise được số 1 ở nước Mỹ. Thì trong cái list đó thì rất là vui khi thấy một thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Mỹ và cũng chắc là nổi tiếng ở Việt Nam luôn, đó chính là Phở Hòa. Không biết là Diễm ở Việt Nam biết Phở Hòa không? Dạ rồi, em có biết Phở Hòa ạ. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta làm. Nhưng mà khi mà đọc cái con số thì chúng ta thấy con số chúng ta rất là khiêm tốn. Tức là Phở Hòa hiện nay đang franchise được 53 cửa hàng và trong đó là có 10 tiệm là mình tự mở. Trong khi đó số lượng mà các tiệm còn lại của nước Mỹ như là McDonald's, KFC hay là In-N-Out thì nó lên tới số lượng là mười mấy ngàn hoặc là hai mấy ngàn cửa hàng. Chúng ta thấy là 50 mấy cửa hàng đó là bước đầu tiên. Chúng ta phải làm sao chúng ta lên tới mười mấy ngàn cửa hàng và hai mấy ngàn cửa hàng. Và chúng ta thấy tiệm nail, tiệm lash cũng vậy. Chúng ta thấy có một tiệm nail hoặc là 10 tiệm nail thì chúng ta thấy là chúng ta thành công rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta có thể mở lên 100 tiệm nail ở Mỹ, hay là tiệm lash cũng vậy. Chúng ta có 100 tiệm nail ở Mỹ và 100 tiệm lash ở Mỹ, và sau đó chúng ta có thể mở rộng ra ở Canada, ở Úc, ở các nước khác. Thì để mở rộng như vậy thì chúng ta cần phải có cái việc là chuẩn hóa quy trình chúng ta mới mở được. Và nếu chúng ta không chuẩn hóa quy trình là tiệm số 1 làm ngon, tiệm số 2 làm dở là chúng ta chết. Và nếu chúng ta không làm chuẩn hóa quy trình và trong cái bước chuyển đổi số này thì rất nhiều doanh nghiệp đã hy sinh theo dạng là chúng ta làm ít thì chúng ta sống, làm nhỏ thì sống, nhưng làm lớn thì chết. Và cái điều này là có rất nhiều bài học nhãn tiền về việc này rồi. Hay quá, cảm ơn tiến sĩ. Thì thường thì em thấy mọi người không có hiểu rõ về các cái quy trình mà chuyển đổi số như vậy á, mọi người cứ nghĩ là mua một cái phần mềm mà mình mang về cho doanh nghiệp mình xài mình dùng thì đó gọi là chuyển đổi số rồi, thành ra gây ra là một số doanh nghiệp về chuyển đổi số không có thành công. Các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì thường là đa số những công ty về F&B hoặc là những công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì mọi người cũng nên lưu ý về những cái vấn đề này để mình tránh những cái lãng phí dành cho doanh nghiệp của mình. Thưa tiến sĩ, là thường các doanh nghiệp khi mà triển khai dự án chuyển đổi số thì thường giao và áp xuống cho một người nào đó trong doanh nghiệp yêu cầu là phải làm chuyển đổi số, thì nhưng mọi người cũng đang cảm thấy là nếu mà như vậy thì họ không có đủ cái chuyên môn để mình làm những cái bước chuyển đổi số như vậy, và mọi người cũng đã hiểu sai về cái khái niệm về chuyển đổi số. Thì tôi sẽ có thể cho thêm một xíu lời khuyên để mình chọn ra những cái nhân sự làm trong dự án và để làm những chuyển đổi số thành công được không ạ? Câu hỏi này nói lên nỗi đau của rất nhiều anh IT trong doanh nghiệp. Thì thông thường ông chủ doanh nghiệp sẽ giao chuyển đổi số, thứ nhất là giao cho bộ phận IT, thứ hai là giao cho bộ phận nhân sự, và thứ ba là giao cho bộ phận hành chính. Thì đó là lý do vì sao mà đa số cái dự án chuyển đổi số nó bị thất bại. Tại vì công tác chuyển đổi số là công tác của toàn dân, ai cũng có thể tham gia được. Và cái việc chuyển đổi số này chúng ta sẽ chia thành mấy bước sau đây. Bước đầu tiên là chúng ta phải có bước thiết lập, tiếng Anh gọi là bước setup.
Thứ hai là bước chúng ta mở rộng, là bước run out. Và thứ ba là bước duy trì, là bước maintain. Thật ra chúng ta có từng bước như vậy. Và trong bước setup, chúng ta phải có cái đội ngũ để thiết lập chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Và cái đội ngũ này, chúng ta sẽ có một cái team leader, một cái người trưởng nhóm dự án. Và chúng ta sẽ có những người team member. Và cái người team leader này không nhất thiết phải là cái người làm IT. Tại vì cái dự án chuyển đổi số này, như Trường nói, anh IT chỉ đóng góp là bước số 2, thậm chí là bước số 3 thôi. Bước số 3 chưa chắc anh làm nữa, chúng ta có một bên dịch vụ người ta vào làm. Thành ra chúng ta sẽ thấy là cái người lead dự án này không nhất thiết phải là người IT. Và thứ hai là trong dự án này phải có cái người sponsor, là cái người bảo trợ, hay cái người chống lưng, phải là cái người cao nhất trong doanh nghiệp. Tại vì nếu có ông cao nhất trong doanh nghiệp là ông chủ tịch, ông chủ doanh nghiệp hay là ông CEO mà ông không hỗ trợ chuyển đổi số thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ không làm chuyển đổi số được. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thất bại. Thì lưu ý dùm trường việc đó. Còn nếu mà các anh chị có thuê một bên đơn vị tư vấn như Sean Partners vào làm, thì khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ xây dựng bên phía doanh nghiệp một cái team được gọi là team đối ứng. Thì team đối ứng nó sẽ cùng với là team chuyên gia của Sean Partners sẽ cùng thực hiện trong công tác chuyển đổi số của dự án. Thì đó là cách làm mà nó sẽ giúp cho các anh chị thành công trong công tác chuyển đổi số. Cảm ơn tiến sĩ. Để các anh chị mình lưu ý ha, là mình sẽ có ba bước là thiết lập, mở rộng và duy trì. Thì trong một team thì cũng có một cái team leader, team member, và quan trọng là các người bảo trợ để mà đảm bảo được cái dự án chuyển đổi số của mình được thành công. Dạ, thưa tiến sĩ, thì vừa qua thì cũng có nghe tiến sĩ chia sẻ cho các anh chị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ về cái bộ VMC hay gọi là bộ bàn thờ, thì trong doanh nghiệp thì rất là quan trọng với cái bộ bàn thờ này. Vậy thì trong cái chương trình chuyển đổi số khi mà triển khai các dự án thì mình cũng có cần xây dựng cái bộ VMC này không tiến sĩ ha? Thực ra đó là trong cái phần về chuyển đổi số, thì chuyển đổi số là chúng ta làm ở cái bước hạ tầng, tức là sau khi chúng ta làm thượng tầng xong, chúng ta làm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chúng ta xây dựng cái mô hình kinh doanh, chúng ta xây dựng chiến lược. Và trong chiến lược doanh nghiệp thì nó có chiến lược chuyển đổi số. Và trong chiến lược chuyển đổi số thì chúng ta sẽ thừa hưởng được những cái kết quả mà chúng ta đã làm từ thượng tầng ở trên. Thành ra khi mà chúng ta đã làm rất bài bản như vậy thì chúng ta sẽ không cần làm lại. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp mà chúng ta chưa có cái phần thượng tầng như Trường mới liệt kê thì chúng ta cần phải làm lại. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải xác định cái tầm nhìn chúng ta như thế nào. Thì Trường ví dụ nha, một công ty người ta nói rằng là họ là một cái mạng xã hội lớn nhất hành tinh nhưng không sở hữu bất kỳ nội dung nào, thì nó mới ra được Facebook. Hay là một công ty vận tải lớn nhất hành tinh nhưng không sở hữu bất kỳ phương tiện nào thì nó mới ra được Uber. Hay là một công ty kinh doanh về lữ hành mà không sở hữu bất kỳ phòng ốc khách sạn nào thì mới ra Airbnb. Thành ra khi mà chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta mới xây dựng cái chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp nó phù hợp với cái tầm nhìn ở đây. Còn nếu mà chúng ta nói rằng là tôi là công ty kinh doanh vận tải lớn nhất nước Mỹ và sở hữu nhiều phương tiện nhất nước Mỹ thì chắc là cũng không cần phải chuyển đổi số. Thì đó là cái cách mà chúng ta nhìn nhận trong cái câu chuyện tầm nhìn và nó liên quan như thế nào từ cái bộ VMC tới cái phần về chuyển đổi số của doanh nghiệp. Cảm ơn tiến sĩ. Nếu mà mình nói như vậy thì khi mà một cái doanh nghiệp á mà họ triển khai một cái dự án chuyển đổi số thành công thì ví dụ trong doanh nghiệp thì có những cái thước đo, vậy là những thang đánh giá điểm để đánh giá mức độ trưởng thành hoặc là cái sức khỏe của doanh nghiệp. Vậy thì trong chuyển đổi số mình cũng có những cái thang đo để mình có thể đánh giá được là cái dự án chuyển đổi số đã thành công hay chưa không ạ? Thang đo ở đây rất là đơn giản thôi, do chúng ta lập ra. Ví dụ chúng ta nói là chúng ta chuyển đổi số toàn diện 100% các hoạt động của doanh nghiệp thì hoạt động nào của doanh nghiệp mình cũng phải chuyển đổi số cả. Ví dụ như họp hành thì nếu mà như anh với Diễm đang họp ở đây qua online, dùng công cụ gì cũng được, dùng Zoom, dùng Meet, dùng Team, dùng cái gì cũng được, nghĩa sao nó online chứng tỏ là chúng ta đã chuyển đổi số được cái việc họp. Rồi ví dụ họp là chúng ta có một cái khâu là chúng ta có cái phần về viết biên bản cuộc họp, mà nếu mà chúng ta viết văn bản cuộc họp bằng cơm nên là chúng ta phải viết bằng giấy rồi sau đó in ra trình ký thì bây giờ chúng ta phải chuyển đổi số đó. Hay là chúng ta sẽ có những cái việc trình ký bằng tay, bây giờ chúng ta có chữ ký điện tử. Ở bên Mỹ thì chữ ký điện tử rất là phổ biến và nó là có căn cứ pháp lý. Còn nếu ở Việt Nam mà chúng ta phải trình ký thì đó là chúng ta chưa chuyển số thành công. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải đặt mục tiêu cho các cái dự án chuyển đổi số. Nếu chúng ta chuyển đổi số 100% thì nếu mà cuối dự án chúng ta làm chuyển đổi số 100% như vậy là gọi là dự án chuyển đổi số thành công. Còn nếu chúng ta chuyển đổi số 50% thì chúng ta thấy là còn 50% còn lại chúng ta sẽ đặt tiếp tục cho cái lộ trình tiếp theo của chuyển đổi số. Như vậy chúng ta sẽ đặt những cái mục tiêu như vậy đầu mỗi dự án và trong suốt quá trình làm chúng ta sẽ đo lường chuyển đổi số có thể thành công hay không dựa trên cái kết quả đo lường đó. Và nguyên tắc của việc cải tiến là chúng ta phải đo lường. Chúng ta không thể đo lường mà chúng ta đi cải tiến là chúng ta chết chắc. Và chúng ta cải tiến xong chúng ta sẽ biết được là hiện trạng của chúng ta như thế nào và kết quả sắp tới của chúng ta ra sao. Và khi chúng ta có một cái gap đo lường cái khoảng cách đó thì chúng ta sẽ biết được rằng dự án của chúng ta sau cái khi chúng ta làm xong chúng ta còn làm cái phần nào nữa. Ví dụ một số tập đoàn người ta mua các cái chuyển đổi số ERP xong người ta làm từng phân hệ, người ta sẽ có một cái roadmap, một cái lộ trình làm như vậy. Và như vậy thì người ta sẽ đặt ra cái mục tiêu khi nào người ta làm cái phân hệ đầu tiên, khi nào người ta làm phân hệ số 2 và khi nào làm hoàn tất tất cả các phân hệ như vậy. Và khi mà người ta hoàn tất tất cả các phân hệ về ERP trong doanh nghiệp thì lúc đó được gọi là chuyển đổi số thành công toàn diện.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hay từ tiến sĩ Phó Công Trường. Thì các anh chị cũng đã hòm hòm hiểu tổng quan được là mình khi mà mình chuyển đổi số mình cũng cần có những cái bước đi như thế nào, những lối như thế nào rồi. Nhưng tuy nhiên thì hiện tại á, không biết là Mỹ thì các anh chị doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có thể tiếp cận được những cái khóa học cũng như là những cái chương trình dành cho các cái giám đốc dự án hoặc là những giám đốc về chuyển đổi số không ạ? Bởi vì thì em biết thì có những cái vị trí ví dụ là Chief Digital Transformation Officer, thì không biết ở Mỹ mình có những cái khóa học dành cho các anh chị ở cái vị trí này không, tiến sĩ ha? Thực ra là các anh chị Việt Nam ở Mỹ thì rất là tiện. Thứ nhất là các anh chị có thể học những chương trình online, và ngay cả Trainpreneur cũng có những cái chương trình như vậy. Và thứ hai là chương trình hoàn toàn có thể dạy bằng tiếng Việt và thời gian nó linh động. Thì các anh chị có thể có một số cái giải pháp. Thứ nhất là các anh chị đi học về nhà làm. Thứ hai là các anh chị sẽ thuê một anh chuyên gia chuyển đổi số về nhà làm. Thứ ba là các anh chị có thể nhờ dịch vụ coaching của một bên đơn vị tư vấn. Thứ tư là các anh chị thuê chuyên gia tư vấn về làm. Thì như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều giải pháp. Và có một cái điều rất tuyệt vời là hiện nay cái môi trường chuyển đổi số nó là xuyên biên giới. Thì như các anh chị biết rằng là cái chi phí chuyển đổi số ở Mỹ, và nếu mà các anh chị thuê các đơn vị ở Mỹ thì rất là mắc. Ngay cả người ta tới khảo sát thiết kế cho các anh chị, người ta đã lấy tiền rất là mắc rồi. Mà nhân công ở Mỹ thì vô cùng mắc. Tuy nhiên là chất lượng ở Mỹ thì chưa chắc là ngon hơn chất lượng Việt Nam cho các dự án chuyển đổi số. Thành ra ở đây John Partners và trường có một số cái giải pháp dành cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ rất là tuyệt vời. Là các anh chị có thể sử dụng nguồn lực tại Việt Nam, phần mềm tại Việt Nam, thậm chí là Việt Nam là cái trung tâm outsource của thế giới nè. Và chúng ta có thể dùng các phần mềm hàng đầu trên thế giới như là SAP, Oracle, tất cả các phần mềm khác mà các anh chị có thể sử dụng được. Hay là các anh chị có thể sử dụng các phần mềm tối ưu hóa dành cho các doanh nghiệp Việt Nam phù hợp hơn như là Udo chẳng hạn. Thì các cái đơn vị tư vấn như John Partners sẽ giúp cho các anh chị có những cái chương trình đào tạo tư vấn coaching một cách rất là hiệu quả về mặt chi phí nguồn lực. Thì đây là một cái giải pháp mà sau khi trường qua bước Mỹ á, thường thấy là các anh chị ở đây đôi khi có một số anh chị có cái mong muốn, nhưng khi chúng ta thấy cái chi phí của nó lớn quá chúng ta sẽ bị chùn bước. Thì đó lý do vì sao mà trường và Schumacher đã thiết kế một số cái giải pháp để phù hợp dành cho các anh chị khi mà các anh chị có nhu cầu. Cảm ơn tiến sĩ Ngôn Trời. Thì hiện tại ở Trainpreneur cũng đang có những khóa học về giám đốc chuyển đổi số hoặc là những cái giải pháp để có thể hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp mình có thể tiết kiệm hơn những cái chi phí khi mà mình bắt đầu triển khai những cái chuyển đổi số. Thì các anh chị mình có thể liên hệ đến Trainpreneur bằng cách join vào group của Trainpreneur ở trên Facebook hoặc là website của Trainpreneur để có thể liên hệ để nhờ được hỗ trợ. Thì cảm ơn tiến sĩ. Thì thường thì em hay nghe những các anh chị mà các doanh nghiệp đó, nhất là những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, thì hiện tại ở bên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ em thấy cũng là ở cái góc độ là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những công ty về bất động sản hoặc là về nail hoặc về lash, thì các anh chị thường hay nghĩ là liệu cơm gắp mắm, và mình nghĩ là mình triển khai mua một vài cái phần mềm nhỏ như tiến sĩ cũng có nói lúc nãy về mình áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình, thì như vậy thì tiến sĩ thấy là có phù hợp hay không, và nếu như mà đầu tư như vậy á thì cái mức độ mà thiệt hại của doanh nghiệp mình nó là ở mức như thế nào, để anh chị có thể hình dung được cái bức tranh tổng quan hơn được không ạ? Câu chuyện của Diễm thì thực ra là hiện trạng các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ người ta làm khá là nhiều. Thực ra cái đặc biệt đó nó khá là manh mún, hay nếu mình nói một cách là dễ hiểu hơn nó gọi là khá là manh động. Tức là đôi khi chúng ta không có làm phần thượng tầng, chúng ta cũng không xây dựng hệ thống quy trình, chúng ta cũng không làm cái phần tối ưu hóa quy trình, và chúng ta sẽ nhảy vào ngay cái việc là mua phần mềm. Và khi mua phần mềm thì chúng ta không lựa những phần mềm rẻ tiền, những phần mềm mà chúng ta thấy là nó liệu cơm gắp mắm, thì sau đó nó gây ra một cái hiệu quả là chúng ta làm không hiệu quả, chúng ta sử dụng không được, ứng dụng vào trong doanh nghiệp cũng không được, và chúng ta loại bỏ nó đi. Hay là nhân viên người ta sử dụng người ta thấy không hiệu quả, người ta sẽ không xài luôn. Hay là có một cái điều tệ hại hơn nữa, tức là một nhân viên người ta xài hai cái hệ thống phần mềm y chang như nhau, thành ra người ta phải làm double work, tức là ta phải làm một việc hai lần. Thành ra đó là một cái hiệu quả mà chúng ta thấy là nó không tốt mà nó mang lại cho doanh nghiệp. Thành ra ở đây nếu mà các chị chuyển đổi số thì các chị nên có một chiến lược rất bài bản, chúng ta đi bài bản từng bước như đừng nói nãy giờ, thì chúng ta phải tới cái phần về chuẩn hóa quy trình này, chúng ta phải tới phần số hóa này, sau đó chúng ta mới tới phần chọn phần mềm. Và ngay cả trường và John Partners sẽ giúp cho các anh chị là khi mà chọn phần mềm chúng tôi sẽ đứng về phía các anh chị và đi lựa chọn cái phần mềm phù hợp nhất dành cho các anh chị. Và hiện nay bên phía John Partners sẽ có cái giải pháp là có hơn khoảng 1.000 cái đối tác liên quan tới phần mềm hệ thống cho từng lĩnh vực mà các anh chị cần. Ví dụ như các anh chị cần xài ERP, cần xài CRM, cần xài DMS, cần xài eOffice, cần xài bất kỳ hệ thống nào, chúng tôi đều có những cái đối tác liên quan. Và đối tác này thì có rất nhiều cái tầng lớp khác nhau, rất nhiều cái phân khúc khác nhau, rất nhiều cái tier khác nhau, từ cao cấp, trung cấp, thấp cấp dành cho các anh chị. Thì chúng ta phải thấy là chúng ta phải được khảo sát, đánh giá, tư vấn xong thì chúng ta mới chọn một cái phần mềm phù hợp. Thì ở đây nó giống như chúng ta xịt nước hoa vậy, mà chúng ta sử dụng nước hoa mà tốt, mắc tiền thì chúng ta sẽ thấy sử dụng rất là lâu và rất là bền. Chúng ta thấy cái loại nước hoa rẻ tiền chúng ta xài chút nên nó không mang lại hiệu quả. Thì trong chuyển đổi số cũng vậy, chúng ta mua một cái phần mềm phải hết sức cẩn thận. Và cái này là trường gặp rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở Mỹ, và tôi phải nói một câu rất là đáng tiếc,
là chúng ta phải bỏ phần mềm nó đi và làm lại. Và cái mà cái gì mất nhất ở đây, vì mất tiền nhiều nhất mà mắc nhất không phải là cái tiền bỏ ra mua phần mềm, mà cái tiền mắc nhất nó chính là cái tiền mà chúng ta bị mất niềm tin của nhân viên, mất niềm tin của doanh nghiệp. Tại vì nếu mà họ đã triển khai mà đã thất bại rồi thì khi mình triển khai tiếp họ sẽ thấy là tôi không có niềm tin nữa và chưa chắc phần mềm này sẽ làm tốt. Và khi người ta không cam kết thực hiện thì như Trường nói ban đầu là chúng ta làm cái việc chuyển đổi số đó là công tác cam kết chuyển đổi số toàn dân, và khi người ta thấy là người ta không muốn làm nữa thì người ta sẽ không cùng với mình để đồng hành trong con đường chuyển đổi số. Như vậy là thất bại là chết cú luôn, và cuối cùng chuyển đổi số nó chỉ là ước mơ và nằm trong cái ý chí của ông chủ mà thôi chứ không phải là ý chí của tất cả mọi người. Hay quá à. Nếu vậy thì mọi người có thể hiểu rõ hơn về các dự án chuyển đổi số, bởi vì nó không phải dễ như mọi người đang sang nghĩ là mình cứ mua phần mềm mình ép vô doanh nghiệp của mình là thành công. Và thưa tiến sĩ, thì cái cụm từ mà transformation á, thì có nghĩa, thì em hiểu thì có nghĩa là chuyển đổi hoặc là sát hoàn toàn luôn. Vậy thì cái văn hóa doanh nghiệp cụ thể là cái các văn hóa tại Mỹ, ở các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ mình đang sinh sống và làm việc, thì có phải là một cái sự cản trở khi mà mình chuyển sang trở thành văn hóa digital không ạ? Và nếu như mà mình không đáp ứng được thì mình cần làm gì để cái văn hóa doanh nghiệp có thể phù hợp với các cái văn hóa về chuyển đổi số? Cái câu này thì mình sẽ chia sẻ thành hai ý ha. Đầu tiên là cái văn hóa này là văn hóa cộng đồng. Thì nước Mỹ là cái đất nước mà dẫn đầu về chuyển đổi số. Thành ra cái văn hóa ứng dụng số hóa và chuyển đổi số ở đó thì không cần gì bàn cãi. Chúng ta đưa ra chúng ta không cần phải đi giáo dục thị trường, không phải đi educate, không phải đi hỏi gì cả. Mà người ta sẽ chủ động hỏi mình luôn chứ không phải là mình hỏi người ta. Ví dụ như là văn hóa không sử dụng tiền mặt. Ví dụ như anh đi, anh hiện nay là trong người không gần như không có tiền mặt luôn. Ở bên Việt Nam thì còn để lại vài đồng để uống cà phê, chứ bên này là hầu như không có luôn. Và chúng ta không cần sử dụng tiền mặt luôn. Thì tất cả mọi thứ trên cái app điện thoại mình đã có đầy đủ hết. Mà nếu mà có một ai tới sửa nhà cho anh mà cần lấy tiền mặt, ta sẽ viết check. Thì ở Việt Nam mình có thể là mình không xài check đúng không? Mình không quen với cái khái niệm là xài check, cái tấm séc đó. Nhưng bên này là không cần như không sử dụng tiền mặt. Chính vì vậy mà cái việc chuyển đổi số này giúp cho mình rất là thuận lợi. Thành ra nhất là về văn hóa xã hội, văn hóa cộng đồng thì rất là thuận lợi. Thứ hai là về văn hóa doanh nghiệp, thì cái này là nếu mà văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì nó bị cái hạn chế về tư duy của ông chủ. Thì nếu mà tư duy ông chủ mà cởi mở và người ta khó hiểu biết thì cái văn hóa này rất là thuận lợi. Còn nếu mà chưa được thay đổi tư duy của ông chủ, rất là xin lỗi các anh chị nếu mà các chị lắng nghe phần này hơi khó chịu và đụng chạm, nhưng mà nếu mà các chị thay đổi được và các chị tiếp thu được tư duy về chuyển đổi số thì cái việc chuyển đổi này rất là thuận lợi. Thì kết hợp giữa cái việc là môi trường nó đã có thuận lợi rồi, tư duy của ông chủ thuận lợi nữa, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc chuyển đổi số nó sẽ vô cùng thuận lợi cho cái việc mà chúng ta chuyển đổi số ở Mỹ. Dạ hay quá. Nói về các vấn đề tư duy á, thì thường khi mà các anh doanh chủ ở doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ họ triển khai các chuyển đổi số thì họ cũng quan tâm là chuyển đổi số này á, thì cái đối tượng mà họ đang áp dụng tới, ví dụ như là trải nghiệm khách hàng chẳng hạn, thì cái chuyển đổi số này có thể giúp cho các doanh nghiệp, bởi vì thường thì doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ là những công ty về dịch vụ, thì những cái doanh nghiệp chuyển đổi số như vậy có thể giúp cho doanh nghiệp mang đến những cái trải nghiệm tốt cho khách hàng được hay không, hoặc là tối ưu được cái phần vận hành hoặc cái quy trình để mà các anh chị có thể tiết kiệm được những cái chi phí mang giá trị lợi ích cho công ty mình không ạ? Cái này nó là hiển nhiên rồi, đó là cái trải nghiệm khách hàng, customer experience, nó chính là cái hệ quả của rất nhiều việc, trong đó có việc là chuẩn hóa quy trình này, chuyển đổi số. Ví dụ như là Diễm thôi, đơn giản là Diễm tới một cái cửa hàng làm nail đúng không? Em tới làm nail mà cái ông quy trình làm nail ông làm cho em tới 10 bước thì em sẽ không có trải nghiệm tốt, mà cái ông làm cái 3 bước là xong. Thậm chí là mới bước vào tiệm nail mà ông biết là xin chào chị Diễm, chị Diễm lần làm nail cách đây một tháng mà lần này chị quay lại chị sẽ làm tiếp dịch vụ này, thì em sẽ thấy happy rất là nhiều đúng không? Anh hỏi em như vậy là em thấy happy không? Dạ quá happy luôn ạ. Thì đúng rồi, thì như vậy trong cái chuyển đổi số anh sẽ giúp cho em từ đầu luôn, tức là anh sẽ lưu trữ dữ liệu khách hàng đúng không, sau đó là anh có cái camera thông minh, em vừa mới bước vào nó nhận diện khuôn mặt đúng không, face detect, nó hiện ra là chị Diễm bước vào, nó sẽ chào mừng chị Diễm mà đi vào, nó hiện ra luôn thông tin, và khi nhập thông tin xong nó biết luôn cái history trước giờ em làm gì, em ưa thích màu son gì, màu nail gì, rồi mà màu lash gì, cái loại hình nào, nó sẽ đưa ra luôn và nó sẽ prefer theo hướng của em đúng không. Thì như vậy nó là chuyển đổi số, và như vậy chắc chắn là sẽ tăng cường trải nghiệm khách hàng rồi. Thành ra trải nghiệm khách hàng nó chính là cái hiệu quả cuối cùng, và nếu các anh chị làm chuyển đổi số thành công thì các anh chị sẽ rất là ấn tượng. Và đơn giản thôi, ví dụ như là Diễm sẽ không nhớ là khi nào mình sẽ đi làm nail tiếp, khi nào mình đi làm lash tiếp, hoặc là khi nào mình đi làm tóc tiếp chẳng hạn, thì nó sẽ có cái app trên điện thoại nó nhắc Diễm ơi, em đã làm nail cái đầu một tháng rồi, bây giờ quay lại chăm sóc tiếp bộ móng nha, ví dụ như vậy. Thì người ta sẽ thấy là đó là cái trải nghiệm tốt, và không phải là mình phải lái xe tới 30 phút, 1 tiếng đồng hồ chạy tới cái tiệm nail mình ưa thích, xong cái ông chủ tiệm nail nói hôm nay anh đóng cửa, hay là hôm nay anh full khách, hay là em chờ anh 3 tiếng nha, thì như vậy rất là tệ đúng không. Thì như vậy chúng ta chỉ cần đặt lên cái app, xong nó sẽ hiện lên cái từng cái slot mà cho Diễm book đúng không, và sau đó hiện ra là cái slot mà trống gần nhất là chúng ta sẽ có 4 giờ chiều, mình thích thì mình đặt, không thích thôi. Như vậy mình ở nhà mình có thể hoàn toàn mình tiết kiệm được thời gian như vậy, và tất cả mọi thứ nó đều có trải nghiệm tốt. Và mình lên mình thấy
người thợ này làm tốt cho mình đánh giá là 5 sao, thì lần sau mình quay lại mình làm tiếp người thợ đó, và tôi muốn gặp người thợ đó, tôi không muốn gặp người khác. Thì tất cả mọi thứ đó nó chính là trải nghiệm khách hàng, và công tác chuyển đổi số nó sẽ giúp cho mình như vậy. Và nếu mà các chị đi vào chi tiết hơn thì John Bernard sẽ tư vấn cho các anh chị, và cá nhân Trường sẽ tư vấn cho các anh chị về cái việc là, thứ nhất, làm sao mình thiết kế được những quy trình trải nghiệm như vậy. Thứ hai, làm sao mình thiết kế được những cái điểm chạm khách hàng như vậy. Thứ ba, làm sao mình tăng cái điểm để mình tương tác cho khách hàng. Và cuối cùng là làm sao mình đưa tất cả những nội dung đó vào trong câu chuyện chuyển đổi số. Và những cái như anh nói nãy giờ thì Diễm thấy là mình có fail không? Nếu mình làm như vậy mình có tăng được cái trải nghiệm khách hàng của chính em không? Dạ đúng rồi, em thấy phê lắm. Ví dụ mình được những cái trải nghiệm như vậy, thật sự là nếu là khách hàng mà em được những cái trải nghiệm như anh vừa nói, thật sự là rất là thích. Em thấy cái việc trải nghiệm khách hàng cũng đang rất là quan trọng với các doanh nghiệp hiện nay luôn á. Khi mà đi những cái nhà hàng hoặc là những cái nơi mà về dịch vụ mà em có những cái trải nghiệm khách hàng, thì chắc chắn là những lần sau em có thể giới thiệu thêm cho bạn bè của mình để có thể sử dụng cái dịch vụ đó. Đúng rồi, cái việc mà em giới thiệu thêm cho khách hàng nó chính là referral nè. Em sử dụng trung thành đó là loyalty nè. Và đã có những sản phẩm em đâu sử dụng phải sử dụng một lần đâu. Ví dụ như em sản phẩm sử dụng dầu gội đầu đi, đúng không? Thì anh sẽ nhắn Diễm ơi là trước mua 2 chai thì tới ngày này nó hết nè, nhớ mua lại nha. Thì mình sẽ resell, mình upsell, thì mình sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng doanh số, tăng lợi nhuận rất nhiều. Thì có lẽ là bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ thì thường là những công ty về dịch vụ, thế là em sẽ nhờ tiến sĩ mình nói thêm một cái chủ đề sâu hơn về cái phần trải nghiệm khách hàng để dành cho hỗ trợ cho các anh chị doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ ạ. Anh rất là sẵn sàng ha. Dạ, giới thiệu tiến sĩ thì theo em thì những cái dự án mà triển khai về chuyển đổi số thì thường á, thì 80% bị fail hoặc là bị thất bại là do phần truyền thông. Vậy thì tiến sĩ mình có thể cho một số cái lời khuyên về mặt truyền thông trong các cái dự án chuyển đổi số để giúp các doanh nghiệp thành công không ạ? À, cái việc truyền thông thì ở đây là tiếng Anh nó gọi là communication, thì mình làm sao mình truyền cho nó thông và mình tăng công tác truyền lên. Đầu tiên là mình phải cho tất cả nhân viên trong doanh nghiệp mình biết là why, tại sao mình cần phải chuyển đổi số. Thứ hai là cái chuyển đổi số mình đã giúp ích gì cho chính họ, và mình phải trả lời được câu hỏi là what is for me. Mà nếu mà thấy là họ là chuyển đổi số, họ làm nhanh hơn, hiệu quả hơn, thu nhập tăng lên, họ làm việc happy hơn, thì họ sẽ sẵn sàng đồng hành với mình chuyển đổi số thôi. Còn khi họ không hiểu những lý do đó thì chúng ta làm thất bại. Và trong suốt quá trình chuyển đổi số thì chúng ta phải có một cái lộ trình làm mà nó phù hợp mà nó không bị gãy. Tức là chúng ta đang chuyển từ cái cũ qua cái mới mà chúng ta cần có một cái lộ trình phù hợp thì nó không bị gãy được. Còn nếu mà chúng ta chuyển cái rập qua xong là xong. Như vậy thì có rất nhiều cái thứ liên quan tới cái việc và truyền thông. Đó là lý do vì sao nếu các anh chị tự làm được thì Trường khuyến khích các anh chị tự làm, đỡ tốn chi phí. Còn nếu không thì Trường vẫn khuyến khích các anh chị nên thuê tư vấn chuyên nghiệp, vì họ đã có cái kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số cho một doanh nghiệp thành công rồi. Và cái từ chuyển đổi gọi là transformation đó, là một cái chuyển đổi toàn diện. Thành ra chúng ta sẽ thấy đôi lúc chúng ta phải hơi lửa một tí, tạo tính khẩn cấp một tí cho nhân viên người ta làm. Chứ không phải ai cũng thích thay đổi đâu. Người ta sẽ thấy là dùng cái cũ sướng hơn, tại sao mình tôi phải dùng cái mới, và người ta không sẵn sàng thay đổi. Tới lúc mà người ta làm xong rồi người ta mới thấy cái mới nó sướng, mà tới lúc cái mới nó sướng thì mình không cần phải dí nữa. À, thành ra là 80% cái dự án chuyển đổi số hiện nay thất bại là do công tác truyền thông, communication, và rất ít các doanh nghiệp mình lưu ý về việc này. Và đó là lý do vì sao mình mua phần mềm về, và mình cái hay trách phần mềm là vì sao phần mềm đã không giúp em chuyển đổi số như em nghĩ. Cảm ơn tiến sĩ. Thì trong chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ cũng đã cho em cũng như là các anh chị doanh chủ doanh nhân các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ cũng hiểu rõ hơn về một cái bức tranh về chuyển đổi số. Bởi vì thường thì mọi người hay hiểu sai về khái niệm chuyển đổi số luôn, thành ra là những cái dự án thường hay thất bại. Vậy thì nhờ tiến sĩ mình có thể tóm lại để nếu được nói 3 điều thì tiến sĩ có 3 cái lời khuyên nào dành cho các anh chị các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ có thể thành công trong cái dự án chuyển đổi số ạ? Nãy giờ nói quá trời, giờ còn cái 3 điểm mà hơi căng ha. Thì cái điểm đầu tiên chính là cái thời điểm mà tuyệt vời nhất để chuyển đổi số, đó chính là ngay từ bây giờ. Thứ hai là các anh chị khi nhớ chuyển đổi số thì chúng ta phải nhớ 3 bước như chúng ta đã chia sẻ với nhau. Và cái thứ ba đó chính là cái cam kết của lãnh đạo, và chúng ta tăng cường truyền thông để cho dự án chuyển đổi số của mình thành công. Và chuyển đổi số là gần như là không phải sự lựa chọn nữa, và nó là cơn sóng thần, cơn bão nó ập tới. Và nếu mình không làm gì cả thì chúng ta sẽ bị cơn bão này nó sẽ cuốn đi. Nên là chúc các anh chị ứng dụng chuyển đổi số thành công. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Công Trường. Và chương trình ngày hôm nay thời lượng chúng ta cũng đã hết. Thì hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình tiếp theo để chúng ta có thể hiểu được tiến sĩ chia sẻ thêm những cái lợi ích cũng như là những cái kiến thức và quản trị có thể hỗ trợ được cho các anh chị về sau. Và nếu như các anh chị mình đang có cần nhờ hỗ trợ về tư vấn hoặc những khóa học thì mình có thể liên hệ đến Joy Partner để được hỗ trợ. Dạ em xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều để dành thời gian cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn Diễm rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và chúc các quý vị ứng dụng chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp của mình. Hẹn gặp lại các chị trong chương trình lần tới. À, Dạ. xin chào. Chào Diễm nha. Dạ, chào các anh chị ạ. Nếu các anh chị thấy thông tin chia sẻ bổ ích và giúp ích được cho nhiều người khác, vui lòng bấm like, share hoặc nhấn vào nút chuông thông báo để là người đầu tiên được xem clip khi chúng tôi phát sóng. Chân thành cảm ơn quý anh chị.